trong cuộc đời này, một trong những điều mà Ký Kỳ Cục mình hy vọng các bạn có thể học được nhất đó, đó là học cách ở một mình. Có thể thì các bạn không muốn nghe, nhưng mà mình buộc phải nói. Chào mừng mọi người đã cùng quay trở lại với kênh Ký Kỳ Cục của mình. Dạ trước á, thì mình có up lên story một cái bài viết để mà tham khảo những cái chủ đề mà các bạn muốn mình thực hiện. Thì mình nhận được một cái request như vậy nè: nếu đã làm content buông bỏ rồi thì sẵn đà giúp thêm cái content, tôi vẫn luôn ok một mình. Đầu tiên thì mình rất là cảm ơn các bạn đã gửi request đó cho mình. Trong đầu mình có cái suy nghĩ về nè, sau cái video này thì mình hy vọng các bạn sẽ có một cái nhìn mới hơn về việc ở một mình. Nhưng mà cái nhìn mới ở đây thì mình sẽ không đưa hết về hướng cực đoan như kiểu ok là xem xong cái video thì thích ở một mình quá, cách ly với xã hội, dọn qua hang đảo ở một mình luôn. Không, sẽ có một cái thực tế mà mình đưa vào chứ. Mình chỉ hy vọng là sau cái video này thì mọi người sẽ cân nhắc và không xem việc ở một mình như một sự tra tấn nữa mà thôi. Trước khi đi tiếp với video thì không liên quan nhưng mà cũng rất là liên quan. Nếu mà các bạn thấy thích video của mình thì đừng quên hãy like, share cũng như là đăng ký kênh của mình. Cái này thì mình không có ép, vì mình ép cũng ép không có được. Chỉ là mình nhắc sợ trường hợp mọi người quên thôi á. Những người bạn mà hay chơi với mình á thì cũng biết mình có một cái sở thích, đó là mình rất là thích đi đâu đó một mình. Như mới đây sinh nhật của mình chẳng hạn, thì mình vẫn tự đem bánh kem lên đây, tự ngồi ăn, tự nói thôi. Mọi người biết là chúng ta thì có những cái phép liên tưởng rất là thú vị, như là nhắc tới xoài, me, cóc, ổi thì chúng ta sẽ đều bứt rác nuốt nước miếng ập, phải không? Nhưng không phải phép liên tưởng nào cũng đúng. Có một điều là mình không đồng ý, đó là khi nhắc tới một mình thì người ta sẽ luôn liên tưởng tới những cái tính từ tiêu cực như là cô đơn nè, lạc lõng nè, cô lập nè, rằng một mình chưa bao giờ là sự cam tâm tình nguyện lựa chọn, mà là bị hoàn cảnh ép buộc. Bản thân mình là một người hoạt bát, vui vẻ, nói nhiều, và mình khẳng định chắc nịch với mọi người rằng một mình không đồng nghĩa với cô đơn. Và bản thân vẫn tự thưởng cho mình những cái khoảng thời gian một mình đấy thôi. Trước hết thì mọi người hãy phân biệt rạch ròi ra giùm mình. Một mình có nghĩa là không có người thứ hai, nghiêng về thực thể, số đếm hơn. Còn cô đơn á mới là một tính từ miêu tả trạng thái cảm xúc. Mọi người có biết vì sao mà nhiều người vẫn lầm tưởng một mình với cô đơn không? Vì họ đã quen sống nhanh, sống ồ ạt với những mối quan hệ trong xã hội. Họ không tự tạo ra những khoảng lặng cho bản thân, không tự lắng nghe bản thân mình. Để rồi khi những cái mối quan hệ ấy rời đi á, dù là nhất thời hay là mãi mãi, thì trong tâm thế của họ đã bị bất đắc dĩ xuất hiện những khoảng trống, những khoảng lặng đó. Chính vì họ không chuẩn bị, không lên kế hoạch trước cho những khoảng lặng đó, nên họ mới cô đơn, trống rỗng, thậm chí là trầm cảm. Bằng chứng là có một vài người họ đâu có một mình đâu, họ vẫn đi đâu đó hai mình đấy thôi, vẫn luôn tất bật với những mối quan hệ hẹn hò quanh năm suốt tháng, nhưng họ vẫn cô đơn. Họ cô đơn trong chính mối quan hệ của họ. Thế thì liệu ở một mình sẽ vui chứ? Theo mình á, thì ở một mình sẽ không khiến bạn cô đơn đâu. Cái khiến bạn cô đơn á, chính là ở bên những người mà không hiểu bạn, những người mà bạn không có tiếng nói khi mà ở cạnh họ, thì mới đáng buồn, mới là cô đơn. Bản thân mình á, thì thích dùng cụm từ là sống trong thế giới của riêng mình hơn là ở một mình, dù nó hơi dài. Vì sống trong thế giới của riêng mình á, thì bạn mới có thể làm những điều mà bạn thích, không cần phải chia nhỏ quỹ thời gian ra cho người khác, cũng như là lấp đầy bản thân với những điều khiến bạn cảm thấy thoải mái, nhất là đối với những người hay quan tâm tới cảm nghĩ của những người xung quanh như mình á. Như khi đi cà phê đi, thì ví dụ bạn thích đọc một chương sách, bạn muốn đọc một chương sách, nhưng mà không lẽ để con bạn nó ngồi không thì cũng kỳ. Cho dù nó bấm điện thoại đi, thì không lẽ hai đứa đi cà phê với nhau mà để không nói gì hết trơn, để một không khí im lặng như vậy hoài thì nó cũng kỳ. Rồi, như mình đi, thì mình là một con người mà hoàn cảnh khác nhau thì mình sẽ có những nét cư xử khác nhau. Như ở với gia đình thì mình sẽ cư xử theo cách này,
ở với bạn bè thì mình sẽ cư xử theo cách khác. Khi mà ở với bạn bè thì mình thường là một người pha trò chọc cười mọi người, kiểu hí hái hững tưng tửng ấy. Đương nhiên là làm cho mọi người xung quanh cảm thấy vui vẻ là niềm vinh dự của mình. Nhưng mà có những ngày mình cảm thấy mình hay quá ấy, mình hề quá ấy. Kiểu mà đâm lao thì phải theo lao, không có chớn để mình phanh lại á. Muốn nghiêm túc mà nghiêm túc lại không được ấy. Nhưng khi ở một mình á thì mình mới được deep deep trở lại, trung bình trở lại và phục hồi trở lại. Thì khi ở một mình, bạn mới có thể hoàn thành được những chỉ tiêu mà bản thân đã đề ra, như là đọc một chương sách nè, hoàn thành bài tập nhóm nè. Chứ bạn nghĩ đi, đi học nhóm với bạn bè, bạn làm bài được không? Chứ mình là không rồi đó. Các bạn đã từng nghe qua là vào một cái khoảng thời gian nào đó thì nên để một người nào đó có một cái khoảng thời gian không gian riêng, là nên để họ một mình chưa? Chính vì vào những cái giờ phút rối bời, những cái lúc mà mọi mọi chuyện diễn ra một cách đột ngột bất ngờ ấy, lại cần nhất khoảng thời gian một mình để mà họ có thể tĩnh tâm lại, không bị những cái yếu tố bên ngoài chi phối và tác động, để từ đó có thể đưa ra những cái quyết định đúng đắn nhất của họ. Khi ở một mình thì bạn mới không bị những cái luồng ý kiến bên ngoài tác động vào, để bạn có thể lắng nghe bản thân bạn nhiều hơn, từ đó hiểu bản thân bạn nhiều hơn. Hiểu bản thân bạn nhiều hơn và không bị những cái luồng ý kiến bên ngoài tác động vào, cả hai yếu tố đó mới làm cho bạn tự tin hơn và có trách nhiệm với những quyết định mà bản thân bạn đã đề ra. Ngoài ra, sống trong thế giới của riêng bạn thì bạn mới có thể tự nâng cao EQ của bản thân bạn lên được. Đó chính là trí tuệ cảm xúc, một thông tin mà mình đã tra được trên mạng. Tự ý thức chính là nền tảng của trí tuệ cảm xúc. Không có nó thì bạn rất là khó nâng cao EQ của bản thân bạn lên được. Mà tự ý thức thì cần việc phải tự hiểu cảm xúc của bản thân bạn và cách bạn phản ứng với những người khác nhau trong những hoàn cảnh khác nhau. Việc tự nhìn nhận mình thì rất là cần thiết, mà bạn chỉ có thể làm tốt được việc đó khi mà bạn ở một mình mà thôi. Ngoài cái sở thích là đi đâu đó một mình ra thì mình cần có một sở thích khác, đó là mình thích nói chuyện một mình nữa. Ghê không? Riết má mình cũng sợ mình luôn. Cái kiểu mà má mình đang làm việc trong phòng bếp ấy, còn mình đang coi phim ở ngoài phòng khách, thì tự nhiên mình thốt lên: "Ê, nhỏ nữ diễn viên chính này chắc quỵt tiền biên kịch nè, bị biên kịch hại quá thảm luôn. Gặp tao là tao sẽ không bao giờ gõ cái cửa đó đâu, tại vì đã có dấu hiệu hết của phim kinh dị rồi. Đằng này còn gõ cửa, đâm thẳng vô nhà, ăn miếng bánh uống miếng nước nữa." Má mình kiểu giật mình: "Ủa con đang nói chuyện với ai vậy?" Và một điều trong danh sách cái kỳ cục của mình nữa, đó là khi mà ở một mình thì sẽ giúp bạn tự lập hơn. Điển hình như là lần thất tình gần đây của mình á, thì mình lại hẹn bạn bè mình ra kể khổ với tụi nó, giày vò tụi nó nữa. Nhưng mà vì trước đó thì mẹ mình đã có ý định là đưa mình ra nước ngoài học vừa làm ấy, nên lần này mình có cái suy nghĩ là mình không có thể mà cứ chìm đắm trong đau khổ như vậy hoài được. Mình không thể cứ vịn vào đó, mình không thể cứ ỷ lại vào những người xung quanh cứ nghe mình than vãn thì mình lại cứ đau khổ như vậy hoài được. Nếu mà lỡ một mai thì mình qua một cái đất nước xa lạ nào đó thì ai sẽ nghe mình kể khổ đây? Tự mình cũng phải đứng lên thôi. Nên là lần đó, thay vì than vãn với những người bạn của mình thì mình lại nở một nụ cười nhẹ. Thì đương nhiên trong hoàn cảnh đó thì sẽ không vui được, nhưng mà nụ cười nhẹ của mình với một cái hàm ý là mình muốn an ủi ngược lại tụi nó, như là một cái sự cảm kích vì bấy lâu nay đã nghe mình giày vò, đã nghe mình kể khổ vậy đó. Vậy thì tới đây mình hỏi ngược lại mọi người nè, tại sao mọi người lại sợ ở một mình chứ? Trong khi nếu mà không phải song sinh á thì bạn vẫn phải tự chập chững bước vào đời một mình đấy thôi. Đừng vì sợ ở một mình mà cứ hùa theo chơi với những hội bè phái, làm như vậy là bạn đang tự nghỉ chơi với chính bản thân bạn ra đó. Thật sự á, nếu mà một người bạn phù hợp với bạn á thì chỉ cần bạn là chính bạn thôi, thì những người bạn ấy cũng sẽ tìm tới và kết bạn với bạn. Trong cuộc đời này, một trong những điều mà ký kỳ cục mình hy vọng các bạn có thể học được nhất á, đó là học cách ở một mình. Có thể thì các bạn không muốn nghe, nhưng mà mình buộc phải nói rằng một lúc nào đó, một thời điểm nào đó thì chính các bạn cũng phải ở một mình thôi. Và các bạn cứ tự trách là tại sao bố mẹ không cho bạn cái quyền quyết định cuộc đời của các bạn.
Nhưng các bạn đã tự đứng vững được trên đôi chân của các bạn chưa? Các bạn đã học được cách ở một mình chưa? Đã thôi ỷ lại vào người khác chưa? Bạn phải tự là điểm tựa cho cuộc đời của bạn trước, thì bạn mới có thể tự hào và nói với người bạn muốn bảo vệ rằng hãy tin tưởng vào bạn. Đối với các bạn nữ cũng vậy, đừng quá ỷ lại vào một người nào đó, vì dựa vào cây, cây sẽ ngã. Dựa vào núi, núi sẽ đổ. Dựa vào người thì chắc gì người đó đã đứng yên cho mình dựa vào. Nên tốt nhất vẫn là hãy dựa vào chính bản thân mình, dựa vào chính bản thân các bạn trước. Và các bạn cũng hãy nên biết cân bằng lúc nào là lúc ở một mình và lúc nào là lúc cần chia sẻ. Có thể sẽ hơi mâu thuẫn, nhưng mà nếu mà nỗi đau quá lớn á, thì đừng ôm hết vào người. Hãy kiếm những người tin tưởng và chia sẻ với họ. Có một thời kỳ á, mình lạc lõng, mình mất phương hướng, mình không thể làm được điều gì tích cực hết trơn á. Mình chỉ sống qua ngày, sống phờ phạc. Hơn là lúc đó mình chọn mở lòng, mình chọn tâm sự với những người bạn của mình, và dần dần thì mình vượt qua được. Trong số những cái bạn mà nghe mình tâm sự lúc đó á, cũng có nhiều người hiện giờ thì không thường xuyên gặp nhau, nhưng mà mình vẫn giữ liên lạc với những bạn đó. Và nếu mà có xem clip này của mình á, thì tận đáy lòng mình rất là cảm ơn vì lúc đó đã lắng nghe mình. Đó là tất cả suy nghĩ của cá nhân mình về chủ đề này. Đó là hãy biết học cách ở một mình và cân bằng giữa việc lúc nào nên ở một mình và lúc nào thì nên chia sẻ. Mong rằng các bạn sẽ thích video này của mình. Và nếu mà thích video này của mình thì đừng quên hãy share những cái video này để mà mình có thể tiếp cận được với nhiều bạn và thấu hiểu được nhiều bạn hơn. Và Instagram của mình là Kanchiki. Các bạn có thể để lại tin nhắn cũng như là comment trực tiếp phía bên dưới về cảm nhận của các bạn sau khi xem hết clip, cũng như là chủ đề mà các bạn muốn mình làm trong những video tiếp theo. Mình sẽ note lại và mình rất là trân trọng. Điều cuối cùng là lịch ra video của mình là vào mỗi thứ ba hàng tuần. Cảm ơn vì đã xem hết video của mình. Và hẹn gặp lại.